Chủ tịch Nghi Cạch Mặt Hoa hậu Thủy Tiên là ai? Từ một cậu bé nghèo, ông Nawaz đã trở thành nhân vật có tiếng trước với truyền thông. Ông Nawaz Issarizizo, Hoa hậu Thủy Tiên bất ngờ xóa dòng giới thiệu là Miss Grand International 2021 ở đầu trang. Ngày sau đó, vào ngày 30 tháng 6, ông Nawaz Issarizizo, chủ tịch Miss Grand International, bị soi đã hủy theo dõi Hoa hậu Thủy Tiên trên Instagram. Tuy nhiên, tài khoản của ông Nawaz vẫn còn xuất hiện trong danh sách theo dõi của Hoa hậu Thủy Tiên. Động thái lạ của chủ tịch Miss Grand International giữa thời điểm Thủy Tiên vừa tháo bỏ danh hiệu khiến mạng xã hội thêm xôn xao. Vào trưa ngày 1 tháng 7, ông Nawaz Issarizizo đã đăng tải dòng trạng thái mới trên Instagram chính thức. Chủ tịch Miss Grand International đã lên tiếng bày tỏ rõ quan điểm về những ồn ào và nhận định hành động của Thủy Tiên là thiếu chín chắn. Sự thiếu chín chắn bắt nguồn từ việc xóa bỏ danh hiệu trên trang cá nhân. Ngoài ra, ông Nawaz còn cho rằng khi gỡ danh hiệu, thật sự xảy ra rất nhiều vấn đề. Trước đó, mối quan hệ giữa vị chủ tịch và Thủy Tiên vẫn còn tốt đẹp. Ông thậm chí còn dành rất nhiều lời khen cho Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Đứng trước những thông tin trên, nhiều người một lần nữa tò mò về thân thế của chủ tịch Nawaz Issarizizo. Chủ tịch đi lên từ nghèo khó. Chia sẻ với Thai Post, ông Nawaz kể rằng ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 12 anh chị em. Chính quá khứ nghèo khó đã thúc đẩy ông phải kiếm thật nhiều tiền, có một khối tài sản lớn. Ông luôn mơ ước xây một ngôi nhà để phụng dưỡng cha mẹ, nhưng khi thực hiện được thì cha mẹ đã không còn. Ông từng nhận các giải thưởng lớn như người dẫn chương trình xuất sắc năm 2011, giải nhân vật của năm, giải cá nhân xuất sắc lĩnh vực phát thanh truyền hình của giải chuông vàng 2012. Bước ngoặt của Nawaz Issarizizo là vào năm 2013 sau khi ông quyết định thành lập cuộc thi Miss Grand International. Chỉ trong vòng 10 năm, ông xây dựng và đẩy mạnh thành công thương hiệu Miss Grand International, thậm chí cùng Miss Intercontinental có tuổi đời 50 năm. Miss Earth ra đời từ 21 năm trước để cạnh tranh vị trí top 4 cuộc thi lớn nhất thế giới, chỉ sau Miss World, Miss Universe và Miss International. Theo danh sách Miss Grand Slam của chuyên trang Global Beauty, cái tên Nawaz nổi đình đám tại làng giải trí Thái Lan. Thậm chí, một số người cho rằng có thể gọi ông là người đàn ông thao túng giới hoa hậu tại xứ Chùa Vàng, thương mại hóa cuộc thi sắc đẹp. Điều khiến cuộc thi của Nawaz ghi điểm với phán sắc đẹp toàn cầu là chú trọng vào yếu tố trình diễn, giải trí, khác biệt so với khuôn mẫu hoa hậu của Miss World, Miss Universe, Miss Earth. Ngoài ra, ngay từ đầu, thông điệp của Miss Grand International đã gây chú ý giới sắc đẹp. Theo thông tin đăng trên trang chính thức, cuộc thi được thành lập dưới sự hỗ trợ của chính phủ Thái Lan, nhà tài trợ nhằm mục đích lan tỏa sự tốt đẹp cho xã hội. Vốn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giải trí, ông thúc đẩy cuộc thi Hoa hậu Hòa bình trở thành thương hiệu lớn do trung hòa được hai yếu tố giải trí và thương mại. Tháng 3 năm 2023, ông Nawaz yêu cầu các Hoa hậu Hòa bình cấp tỉnh ở Thái Lan phải livestream để bán đồ ăn vặt. Ông Nawaz cho biết nếu các người đẹp đạt chỉ tiêu 200 đơn hàng sẽ xem xét cho vào top tại Miss Grand Thái Lan. Trước đó, ông Nawaz bắt các Hoa hậu, Á hậu Hòa bình 2022 phải livestream bán hàng sau khi đăng quang. Các mặt hàng được top 10 người đẹp giới thiệu trong buổi livestream là sản phẩm thuộc thương hiệu của ông Nawaz như khô gà, cà phê, thực phẩm kích trắng da và nước hoa. Thậm chí, chủ tịch Miss Grand còn có phát ngôn gây sốc, tổ chức này của tôi, do tôi bỏ tiền ra. Tôi là người quyết định ai sẽ đăng quang. Hoa hậu phải là người giúp tôi kiếm được nhiều tiền. Đến nay, Hoa hậu Thủy Tiên đã lên tiếng về động thái gỡ dòng giới thiệu của mình. Tuy nhiên, phía ông Nawaz vẫn chưa có thêm phản hồi về vấn đề này. Nguồn, Tổng hợp Tiền Phong, VTC News.